Fingerless, fingerless dia. Trận Anh Đức đá 11 giờ đẹp quá. Tôi luôn là tiền hết, cả hết. Đấy, thì bỏ cái 5 triệu đấy, đi xác định nó lấy. Thế á? À, có còn 5 triệu đúng không? Đấy, 5 triệu để á, còn 40 triệu. À, 45 triệu hay gì đấy? 40 triệu, 45 triệu mà. Anh sao lại không lấy nữa? 5 triệu lại không lấy, ông ý toàn làm chậm, nên chạy phải phạt. Chắc chắn mình lên cái mức phạt. Tiền lấy phải phạt. Làm sai cái gì nữa kìa. Sai á? Bây giờ mới bảo sai á. Em nghĩ là bơm xong view đăng ký luôn đi. Ghép luôn đấy, copy đi. Máy em không ghép được nữa làm gì. Nhưng mà
lấy xong ấu đê đi. Ấu e ấu nào ít hơn thì với là em bày hết nên là nhưng mà hiện tại đã có bao nhiêu video cách rồi nữa cái nghe ấu bên cạnh nữa. Ấu e em bày này có video đi không thấy đấy thì ấu lên đấy chỉ có content thôi em không biết rằng gì đâu. Đã bảo em cái cốt content vào cái đấy cho anh đi nhưng em lại không hết tự tự ghép anh mà em tự em ghép không phải anh có cái sao này tôi tự ghép em ghép một ít rồi nhưng mà không ghép được nữa. À cái kia là toàn lấy ảnh cái tấm ngắn à? Là cái bộ của em không đi cả ấy vẽ không không và em ghép hết rồi cái ngắn em thêm vào một content một số hai tờ kia rồi. Cóp lâu lắm, cóp được chưa được 3 video là còn một lần cóp thôi, đã rất lâu, nên áp được lên tốt nhất. Nên copy thì copy chia ra, chẳng hạn như mình copy thì copy xong máy sẽ hương, copy xong máy tớ, là copy đi, copy lại thì bao giờ mới xong được. Thì máy sẽ hương, không ai đi cắt, không ai đi cắt. Cai thì được, không thấy đâu. Nhưng mà anh hỏi cũng cấp này anh làm gì? Là nói nghe thôi, nghe biết chủ nghe để làm, chúng ta không? Anh bảo trước khi có bảo ơi. Thì cái ổ đĩa nó đầy ý, thì copy chia cho mọi người quát. Quát xong này, quát xong máy thì hương. Tôi hiểu không? Thật ra là em cũng áp một cái lô lên về, cứ xem máy em này. Chia nó ra, để sau đó cái ổ đĩa, bây giờ càng ổ đĩa nó đầy, bây giờ lại quát đi quát lại, nó mất thời gian. Nói nghe, cúng đi. Sau này em áp cái lô lên về. Copy là rất là lâu, copy là cái lô về, mỗi lần nó chỉ quát được 1-2 video, nó quát rất là lâu rồi chẳng. Nhìn cái ổ đĩa nó đầy, hôm trước làm cái ổ đê một mét, cái ổ đê đầy đầy hết nên nó còn đơ hết của máy. Chị xem mấy cái video mà ngày xưa quay để đăng mấy cái kênh game ấy, xóa đi. Mấy cái lô để lô đề này cũng không đổ con chị đi, có video nào để ớt con chị sang đá không đây? Không phải là thiết bảo đá này. Trong kênh ớt con chị rồi đấy chứ. Quay đá đây mà có cái gì ra video cổ tấm cổ sao cũng như này đây bỏ anh chỉ đấy thôi nhé anh chỉ copy thôi nhé đừng cắt nhé sau đấy là quá video gì video tem như gì quá nhiều đây. Sau em quay video toàn 3 phút giây sáng nghe 3 phút giây là đủ đi không? Đấy, đấy em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 đấy, 13 là đến 12 giây thì được 1, 2 phút thì là đủ đi không? Đang hộp rồi nên là xóa. Thì cứ để đi theo cái quay xong lại tắt vào. Nhưng mà ố đầy không đầy. Ấy, thế là phải có đến tầm, chắc là tầm 15 cái video hay gì. Đây này, cóp này là cóp. Từ lâu nó xong rồi thì không được đúng không? Thế thì cóp nó không mấy mình đâu, cũng đi cùng lại 2 giờ. Có 3 video 2 giờ đấy. Một video thôi. Đã nói là 2 tiếng này, cóp ra mất 2 tiếng một hộp này. Bao nhiêu thì bao, chứ có máy anh và máy em khác gì nhau. Vẫn phải có đâu. Vẫn phải lấy thời gian thì em chia. Máy em. Anh ơi xem nhau là đủ em. Ghép vào